Sáng ngày 8 tháng 3 tại hội trường 2 tháng 9 thành phố Pleiku, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức lễ phát động hai cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2023, báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2023. Cuộc thi được phát động bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu hội trường 2 tháng 9 đến 16 điểm cầu cấp huyện với gần 1.500 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu hội trường 2 tháng 9, dự lễ phát động có các đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Huỳnh Thế Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng các Đảng ủy, Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng và Thường trực Thành ủy Pleiku, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, Báo Gia Lai, Trường Chính trị tỉnh. Tại lễ phát động, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức hai cuộc thi nêu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức hai cuộc thi. Theo đó, thông qua hai cuộc thi nhằm nâng cao số lượng, chất lượng tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tác phẩm chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, kịp thời phát hiện, ghi nhận và tôn vinh mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những kết quả nổi bật trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phát huy vai trò của cán bộ đảng viên nhân dân các dân tộc trong việc đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tham gia phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, củng cố tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Qua đó tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cổ vũ toàn đảng, toàn quân, toàn dân, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023, năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Viết và thông tin về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lâu nay vẫn được xem là việc khó và việc khô. Nhưng tôi tin tưởng rằng với sự tâm huyết, khả năng và quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của các đồng chí, chúng ta sẽ có nhiều tác phẩm báo chí, chính luận có chất lượng, thể hiện sâu sắc trong nhận thức và thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần đưa công tác này có sức hấp dẫn mới trong xã hội. Mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí hai cuộc thi đều có quyền gửi tác phẩm tham dự về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tác phẩm báo chí được trao giải cuộc thi báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2023 là những tác phẩm đăng phát trên các loại hình báo chí, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất đến ngày 25 tháng 9 năm 2023. Thời gian nhận hồ sơ tham dự cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2023, chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã biểu dương Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và học hỏi các tỉnh bạn để cụ thể hóa tổ chức hai cuộc thi phù hợp với địa bàn tỉnh. Để hai cuộc thi đạt kết quả tốt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn đảng và hệ thống chính trị, sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, trong đó báo chí có vai trò quan trọng là cầu nối tích cực, kịp thời thông tin chủ trương đường lối của đảng, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân với đảng, đồng thời cũng là nơi truyền tải cách làm hay, tấm gương tốt cần được biểu dương nhân rộng và những hạn chế phải khắc phục trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch. Để lan tỏa và thu hút sự quan tâm, tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân và đội ngũ phóng viên, nhà báo, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan báo chí truyền thông cần tuyên truyền mạnh mẽ về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi để nhiều người tham gia và để cuộc thi đạt kết quả tốt. Ban tổ chức, ban giám khảo thực hiện nhiệm vụ đánh giá, chấm điểm, xét chọn các tác phẩm đảm bảo công tâm, khách quan, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, cá nhân tiêu biểu thực sự xứng đáng để trao giải và tôn vinh.
đồng thời lựa chọn gửi tác phẩm xuất sắc tham dự giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng là giải Búa Liềm Vàng và cuộc thi chính luận về bảo vệ tư tưởng của đảng lần thứ 3 năm 2023 do Trung ương tổ chức. Tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lý Anh Sang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phạm Thị Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đinh Thị Giang cùng bấm nút khởi động hai cuộc thi.